tôi trong 12 năm qua tôi làm việc, tôi đều có mục tiêu và mục tiêu của tôi đều đạt trước thời hạn. Cho nên là tôi có một cái lời nhắn nhủ với tất cả các bạn, nếu đã là đại lý bảo hiểm thì nên là đạt đại lý bảo hiểm, đại lý thì đạt MDRT. Và nếu các bạn đạt MDRT thì các bạn khác nhau về đẳng cấp so với những đại lý thường. Và khi các bạn gặp khách hàng thì cái tính chuyên nghiệp, cái đẳng cấp của các bạn giúp các bạn ký hợp đồng rất là nhanh và rất là dễ. Và cái đẳng cấp này, chính đẳng cấp này cũng giúp cho tôi thành công trong 12 năm liên tiếp làm bảo hiểm và gắn bó với đại gia đình AA. Và tôi chắc chắn một điều, khi tôi còn đồng hành với AA, tôi chắc chắn là tôi sẽ liên tiếp đạt danh hiệu MDRT. Mặc dù được tuổi tôi lớn, tôi vẫn đạt MDRT ở những năm tiếp theo. Đã là đại lý bảo hiểm hay là MDRT, sự nghiệp của bạn sẽ là một tầm cao mới. Các bạn là niềm tự hào của AA.